ngày 23 tháng 5 năm 2024, Thường trực tỉnh ủy chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong 3 năm 2023-2025 để triển khai, thảo luận, thống nhất các nội dung kế hoạch tổ chức thực hiện. Tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo tập trung thảo luận về hình thức, quy mô tổ chức các lễ kỷ niệm, các công trình chào mừng, công tác phân công thực hiện cùng các nội dung khác có liên quan qua đó thống nhất quan điểm về việc tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng đúng quy định theo phương châm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đảm bảo hiệu quả, không phô trương hình thức kết luận cuộc họp, quyền bí thư tỉnh ủy hồ thị quang yến đề nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy có quyết định điều chỉnh thành viên ban chỉ đạo theo hướng giao sở văn hóa thể thao và du lịch là cơ quan thường trực ban chỉ đạo đồng thời bổ sung ban tổ chức tỉnh ủy là thành viên ban chỉ đạo để phối hợp thực hiện công tác trao quy hiệu đảng trong các dịp lễ quan trọng. Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động theo kế hoạch số 179 của tỉnh quỹ, tập trung tổ chức các ngày lễ lớn trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm, gắn với thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Cần có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan đơn vị. Thường trực tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về việc kết hợp tổ chức các nhóm sự kiện gần nhau, kết hợp với các nội dung liên quan, các công trình, phần việc chào mừng, thực hiện các ấn phẩm tiên truyền, giới thiệu thành tựu, video, ấn phẩm hình ảnh, chào mừng sự kiện, công tác xã hội hóa kinh phí.